con đường hạnh phúc và ấm no, tiến về tương lai phía trước với những điều yêu thương và ngọt ngào nhất. Trên dặm đường vi hành Bắc Nam ngược xuôi hàng vạn km, sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta cùng với tăng đoàn đã có một hành trình vi vu xuyên Việt vào năm 2024, một năm Giáp Thìn với rất nhiều những biến cố tai ương đến với thế giới của chúng ta. Năm ngọn lửa đèn dầu, tất cả chúng ta phải hết sức cẩn trọng giữ gìn cho ngọn lửa đèn dầu được ấm áp, chớ gây xung đột, chớ đối đầu với nhau để làm vỡ ngọn đèn dầu kia, thì ngọn lửa gặp dầu sẽ cháy loang và làm thiêu đốt đi mọi công sức, mọi thần quả, mọi tình yêu thương mà chúng ta đã, đang và cố gắng từng ngày để đạt tới. Lòng từ bi hỷ xả của con người là một điều hóa bỏ tất cả những tai ương đối với chúng ta. Chiến tranh, dịch bệnh, ốm đau, nghèo đói, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia, đó là những nhiệm vụ đặt ra đối với thế giới hiện đại của chúng ta ngày hôm nay trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế thế giới đang đi vào cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Và dường như chúng ta thấy được chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu đang vực dậy sau những năm Covid mà con người chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi, đã cảm thấy những điều bất thường của thế giới chúng ta. Vì vậy, con đường duy nhất để giúp chúng ta tiến về đến sự hạnh phúc, bình yên, ấm no, đó chỉ là sự thay đổi căn duyên chúng ta. Hãy mang tình bác ái và yêu thương nhiều hơn. Hãy giúp đỡ những người yếu thế, những người già trẻ em, những người nghèo khổ, những người không được thông minh, từng lớp bị lạc lõng tụt lại phía sau do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra. Tất cả mỗi một chúng ta, ai chẳng có anh em, cha mẹ, ai cũng có nội ngoại, ai cũng có dòng tộc và quê hương đất nước. Chính tình yêu thương dạt dào vô bờ bến đó của một trái tim hiền hậu đức Phật, chúng ta sẽ hóa giải đi những tai ương mà cuộc đời chúng ta gặp phải. Khi chúng ta nghiệm lại chính bản thân mình, ngộ nhận ra những điều mà mình đã làm và mình đã phải trả giá, chúng ta đã biết mình sai. Vâng, là con người chúng ta phải biết sai, biết sửa, biết nhận lỗi. Đó cũng chính là thất bại của chúng ta, để chúng ta trưởng thành hơn trên con đường hoàn thiện bản thân, trung thực với chính mình. Vâng, lời nói thật, sống một cuộc đời thẳng thắn và công tâm, đó là trái tim của tâm Phật. Tâm Phật chính là ở giữa lòng ta, chúng ta ở giữa ngũ hành. Lời nói công bằng, chân chính, mẫu mực, không đứng về bên nào cả. Tâm của chúng ta đắc đạo thì chúng ta sống một cuộc sống có vật chất, có tinh thần, có một tâm hồn phong phú, có một sự yêu thương dạt dào, và trái tim của chúng ta luôn nóng, luôn thăm thẳm những tình yêu thương, luôn tràn đầy nguồn năng lượng và sức sống cho một ngày mới. Thân lọc bản thân mình cũng chính là quá trình học hỏi, cũng chính là quá trình giác ngộ mà mỗi một chúng ta có cơ duyên được gặp Đức Phật, được ngộ đạo, được nhận đạo và được thấy, tự soi, tự sửa, tự nhìn thấy bản thân mình, kiểm điểm bản thân, phê bình bản thân, uốn nắn bản thân, cũng như nghiêm khắc với chính mình, cũng chính là sự từ bi hỷ xả, cũng chính là sự học hỏi tiến lên của chính bản thân chúng ta. Đó chính là con đường đi tới hạnh phúc, ấm no và sum vầy đầy tình yêu thương của những trái tim hiền lương bác ái.
Chúng ta nhìn thấy Ngài Thích Minh Tuệ trong một cái bộ đồ mà lòng chúng ta cảm thấy nghẹn ngào. Đó là hạnh phúc của Ngài, còn hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta hãy suy nghĩ như thế nào. Hạnh phúc là nụ cười của lòng từ bi và tâm chính Đức Phật giác ngộ. A Di Đà Phật.